Chào tất cả các bạn và các em trở lại với kênh Tuấn Bảnh Toán. Hôm nay chúng ta sẽ giải phương trình số mũ. Ta có 3 mũ 5x trừ 1 cộng cho 3 mũ 4x trừ 4 trừ 5x bằng 28. Với dạng toán này chúng ta sẽ phân tích và tiến hành giải như sau. Ta có công thức số mũ các bạn. A mũ M trừ N sẽ bằng A mũ M chia cho A mũ N. Hay phương trình 3 mũ 5x trừ 1 cộng cho 3 mũ 4 trừ 5x bằng 28 sẽ tương đương cho 3 mũ 5x chia cho 3 mũ 1 cộng cho 3 mũ 4 chia cho 3 mũ 5x sẽ bằng 28. Hay sẽ tương đương cho 3 mũ 5x chia cho 3, 3 mũ 1 chính là bằng 3 cộng cho 3 mũ 4. 3 mũ 4 chính bằng 81 chia cho 3 mũ 5x sẽ bằng 28. Từ đây ta đặt T bằng 3 mũ 5x và T lớn hơn 0. Hay sẽ tương đương cho T chia 3 cộng cho 81 chia cho T bằng 28. Hay sẽ tương đương cho quy đồng ta được T bình cộng cho 243 chia cho 3T bằng 28. Hay sẽ tương đương cho T bình phương cộng cho 243 sẽ bằng 3T nhân cho 28. Hay sẽ tương đương cho T bình cộng 243 bằng 84T. Chuyển 84 qua ta được, hay sẽ tương đương cho T bình trừ cho 84T cộng cho 243 bằng 0. Từ đây ta có phương trình bậc 2 đối với T. Hay ta sẽ tương đương cho T bình 84T chính bằng trừ cho 3T trừ cho 81T cộng cho 243 bằng 0. Ta phân tích trừ 84 chính bằng trừ 3 cộng cho trừ 81T. Và ta nhóm, này là một nhóm, này là nhóm thứ hai. Hay sẽ tương đương như ta đặt T ra ngoài, ta có T trừ 3 trừ cho 81. Trong còn T trừ 3 sẽ bằng 0. Hay tiếp tục ta đặt T trừ 3 làm thừa số chung, ta có T trừ 3 nhân cho T trừ 81 sẽ bằng 0. Từ đây phương trình dạng tích, ta có Fx nhân cho Gx bằng 0. Hay ta suy ra hoặc là Gx bằng 0 và Fx sẽ bằng 0. Hay T trừ 3 nhân cho T trừ 81 bằng 0. Hay ta sẽ suy ra T trừ 3 sẽ bằng 0 và T trừ 81 sẽ bằng 0. Với T trừ 3 bằng 0, hay T sẽ bằng 3 và T trừ 81 bằng 0, hay T sẽ bằng 81. Mà ta đặt T chính là bằng 3 mũ 5x. Ta có trường hợp 1 với T bằng 3. Hay ta có T chính là bằng 3 mũ sin 5x sẽ bằng 3. Hay sẽ tương đương cho 3 mũ 5x sẽ bằng
3 mũ 1. Cái này ta đặt này. T sẽ bằng 3 mũ 5x. Mà ta có công thức A mũ M bằng A mũ N. Nên ta suy ra M sẽ bằng N. Mà ta có 3 mũ 5x bằng 1. Hay ta sẽ suy ra 5x sẽ bằng 1. Hay x sẽ bằng 1/5. Với trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai. Với trường hợp thứ hai, trường hợp 2 ta có T bằng 81. T bằng 81. Hay ta có 3 mũ 5x sẽ bằng 81. Mà 81 chính là bằng 3 mũ 4. Hay sẽ tương đương cho 3 mũ 5x sẽ bằng 3 mũ 4. Tiếp tục, ta áp dụng A mũ M bằng A mũ N. Suy ra M bằng N. Hay ta suy ra 5x sẽ bằng 4. Hay ta suy ra x sẽ bằng 4/5. Vậy phương trình có hai nghiệm T bằng x bằng 1/5 và x bằng 4/5. Rồi mình kết luận. Vậy phương trình 3 mũ 5x trừ 1 cộng cho 3 mũ 4 trừ 5x bằng 28 có nghiệm x sẽ bằng 1/5 và x bằng 4/5. Vậy bài toán của chúng ta hôm nay đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy đăng ký, like và share cho kênh. Xin cảm ơn tất cả các bạn và các em.